Xin chào cả nhà, trở lại kênh của Tính Bonsai ha. Chúc cả nhà vui vẻ. Thì hôm nay cho anh em xem cái bông cây mai rin của cái cây dạo Thủ Đức ha. Thì nó có mặt bông từ 5 tới 12 cánh, bông bự. Ở này bông nụ gió nè. Anh em sẽ thấy cái bông bự chảng luôn ha. Đó, thì nhìn nhìn cái tay mình sẽ biết cái bông nó bự cái nào. Thì ở bên này 5 cánh, bên đây mười mấy cánh. Đó. Không? Lạ không? Đó, thì cây dảo Thủ Đức là cây con xạ ra nó vậy đó, cả nhà, nó không có chuẩn bông. Đó, thành thử ra là mình nói là từ 5 tới 12 cánh là vậy á. Đó, thì lấy cái nè, cái lá thì xanh đen dày ha. Chứ nó từ 5 tới 12 cánh thôi nha anh em. Và bây giờ là hôm nay đáng lý là ngày phun kích nụ lần 3. Thì vừa phun vừa tưới ha, tưới buổi sáng phun buổi chiều, mà bây giờ là cái lần 2 nó bị mưa nên là nó còn dồn ngày lại, mấy ngày nữa mình mới kích nụ lần 3 ha. Còn mới có phun tưới lần 2 thôi mà cây mai rin nè, cây mai rin nè cả nhà. Mà nụ kim nó lên lên nụ rồi nè, thấy không? Đó, thì anh em nào mà cứ phun tưới cho mình đi, tưới buổi sáng là ngon nhất. Nè, tưới buổi sáng thì cái lá nó hấp thụ lên và nó quang hợp, thì cây của mình nó sẽ hút dinh dưỡng từ rễ lên ha. Thì tưới thì 16-10 cộng với canh dưỡng buổi sáng, còn chiều thì 16-10 cộng với chiều sâu phun lên lá. Được, bây giờ nó ôm nụ kim hết rồi nè. Thì cái tược nào mình cũng dở lên cho anh em xem hết ha. Ôm nụ kim hết rồi đó. Lên tới đọt luôn ha. Nụ kim lên tới đọt rồi nè. Đó, đây cho anh em xem cây hoàng hậu ha. Hoàng hậu chuẩn bị nó nở nè. Cả nhà thấy thương không? Thấy cưng không? Còn đây cây cúc kem ha. Nó mọc kem nè. Nó màu vàng. Nó không được đậm như người ta ha. Nó màu lợt. Nó như màu kem vậy đó. Màu kem kem vậy đó. Đó nè. Còn này mới nhú nhú ra nè. Đây là cây mai giống ha. Mai giống nhỏ nhỏ nè. Nhìn ngón tay mình sẽ biết ha. Còn đây là cây cúc 7 tầng màu đậm. Thì đây nè, anh em sẽ thấy nụ ha. Thì bây giờ là tới ngày tưới là lần 3 mà chưa tưới được ha cả nhà. Nhưng mà quay cho anh em xem ha, mới tưới phun tưới 2 lần thôi mà nó lên tược hết rồi đó. Cho anh em xem cái bông gió của cúc thật hương luôn nè. Quá đã ha. Còn đây là cây dạo Thủ Đức. Đây nó cũng có một bông gió là nè. Ý là dạo dạo Thủ Đức ghép á, mà nó cũng có 2 4 6 7 cánh rồi cả nhà, thấy không? Có nghĩa là từ từ 5 tới 12 cánh. Nhưng mà cái thằng dạo Thủ Đức mà ghép á thì nó chuẩn bông. Có nghĩa là lá nó xanh dày và thân nó mập. Anh em sẽ thấy cái ngọn nó mập ha, và nụ đi rất sai. Và mùa này nó vẫn đi đọt bình thường này nha, nhưng mà đọt nó đi rất là ngắn. Lý do là mình không có cho đi bộ buông đọt nữa, nên là đọt nó ra nó vẫn ra được 3-4 lá để dừng lại. Nè, đọt nó ra mà ra ngắn ngủn à. Ra cả dễ đứng lại nè cả nhà, thấy không? Nè, nó ra cả vậy đứng lại và nó làm nụ luôn. Thì anh em cứ phun tưới kích nụ đi là sẽ thấy hiệu quả. Rồi chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ ha. Thì hôm nay bây giờ là tưới nước. Hôm nay là trời mưa không có tưới. Bây giờ là thấy có những cái cây bị xào nè cả nhà.
trời mưa mưa chứ nè, các bạn sẽ thấy ha. À, chất trồng khô queo luôn nè, và cái chậu nhẹ re luôn nè, nhẹ tên luôn nè ha. Ừ, nhẹ tới mức độ là tôi tới cái tay tôi khều nhẹ là nó rớt ra nè. Đó. Đó thì anh em sẽ thấy tược ha, đơm tược rất là nhiều và tược ra nè cả nhà. Đó, trả ra nụ ha, tược ra nè. Đó, thì nụ kim nó sẽ ra luôn, tại mình phun kích nụ mà. Ừ. Đó, tược ra là nó ngay mắt lá ra luôn nè. Đó, anh em đừng có sợ sệt gì hết ha. Cái mùa này là mùa kích nụ nên là phun vô cái là nụ nó hiển thị lên liền, nó đúng theo quy trình luôn. Thôi xin chào cả nhà, chúc cả nhà buổi sáng vui vẻ ha.